thưa quý vị và các bạn, cuối tuần qua tại nhà máy sản xuất ô tô VinFast, khu công nghiệp Đình Vũ, Cát Hải, Hải Phòng, những chiếc VinFast Lux A2.0 và SA2.0 đầu tiên đã được bàn giao cho khách hàng. Đây là 9 chiếc xe khởi đầu cho lô 200 xe sẽ được lần lượt bàn giao đợt 1 theo tiến độ cam kết của nhà sản xuất. Như vậy, sau gần 1 năm kể từ lần đầu được giới thiệu tại triển lãm Paris Motor Show 2018 và được đánh giá cao bởi đông đảo bạn bè quốc tế, thì những phiên bản thương mại đầu tiên của VinFast Lux A2.0 đã tới tay khách hàng trong nước. Với thiết kế trẻ trung hiện đại cùng nhiều trang bị tiện nghi cao cấp, VinFast Lux A2.0 sẽ là một nhân tố mới đầy bất ngờ trong phân khúc xe hạng D tại Việt Nam thời gian tới. Và sự xuất hiện của VinFast Lux A2.0 chắc chắn sẽ khiến cho nhiều ông lớn trong phân khúc này như Toyota Camry hay Mazda 6 Nissan Tiana có phần e ngại. Không những vậy, Lux A2.0 còn có thể khiến các thương hiệu xe sang tới từ Đức như Mercedes, BMW cũng phải dè chừng. Thưa các bạn, VinFast Lux A2.0 được phát triển dựa trên nền tảng BMW 5 Series thế hệ thứ 6. VinFast Lux A2.0 có kích thước tổng thể dài rộng cao, lần lượt là 4.973mm, 1.900mm, 1.464mm. Chiều dài trục cơ sở 2.968mm, khoảng sáng gầm 116mm. Phần đầu xe, mặt ca lăng được thiết kế hình chữ V, ấn tượng với logo VinFast cách điệu ở chính giữa. Đèn chạy ban ngày LED được thiết kế hình chữ V chạy dài và sắc nét, nối liền với đèn xi nhan LED ở hai bên. Phía dưới là cụm đèn pha LED được thiết kế gọn gàng với tính năng tự động bật tắt và đèn chờ dẫn đường. Hốc gió thấp được thiết kế thể thao. Phần thân xe được thiết kế bo tròn mềm mại, tạo sự sang trọng và uyển chuyển khi nhìn từ bên hông. Tay nắm cửa được sơn đồng màu thân xe, gương chiếu hậu chỉnh điện gập điện, tự điều chỉnh khi lùi và tích hợp đèn báo rẽ LED cùng tính năng xoay gương. Bên dưới được trang bị bộ la răng đa chấu thể thao có kích thước 18 hoặc 19 inch. Ở phía sau, cụm đèn hậu LED được thiết kế ấn tượng, dải LED kéo dài từ cụm đèn hậu vuốt theo logo hình chữ V tạo điểm nhấn. Phía dưới là bộ ống xả kép được thiết kế thể thao. Nội thất của Lux A2.0 được trang bị chìa khóa thông minh khởi động bằng nút bấm, cùng với đó là cụm đồng hồ LCD 7 inch, vô lăng bọc da và tích hợp các nút điều khiển điện thoại rảnh tay và kiểm soát hành trình. Mẫu xe này được trang bị màn hình giải trí 10,4 inch với khả năng kết nối điện thoại thông minh và điều khiển bằng giọng nói, hệ thống âm thanh với 4 loa. Lux A2.0 sử dụng động cơ DOHC 2.0 lít nền tảng N20 của BMW, AVL và Magna phát triển thêm. Cỗ máy 4 xi lanh thẳng hàng, tích hợp bộ tăng áp 2 ống xoắn phun nhiên liệu trực tiếp cùng hệ thống van biến thiên VVT. Phiên bản tiêu chuẩn có công suất 174 mã lực tại 4.500 đến 6.000 vòng trên phút, mô men xoắn 300 Nm tại 1.750 đến 4.000 vòng trên phút. Trong khi bản cao cấp là 228 mã lực tại 5.000 đến 6.000 vòng trên phút và mô men xoắn 350 Nm tại 1.750 đến 4.500 vòng trên phút. Các tính năng an toàn bao gồm chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, cân bằng thân xe điện tử ESC, kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAS, đèn báo phanh khẩn cấp ESS, tính năng chống lật DOM, 4 cảm biến phía sau, camera lùi, 6 túi khí. Mẫu sedan VinFast Lux A2.0 hiện đang được bán với giá 990 triệu đồng và kể từ ngày 1 tháng 9 tới, mức giá của mẫu xe này sẽ tăng lên là 1,5 tỷ đồng.